Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu Bảy Vinh ha. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái lô xe S155, S150 cho anh chị và các bạn ha. Đầy đủ tất cả các phiên bản ha. Thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có Hoàng Khánh sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Khánh ạ. Chào mọi người nha. Hiện tại thì mình đang đứng bên cạnh một dòng côn tay, đó là dòng S150. S150 thì hôm nay bên mình đang giảm giá rất là mạnh mọi người ạ. Giá hôm nay bao gồm tất cả thuế phí VAT luôn thì nó chỉ có 46 triệu đồng thôi. Cái màu sắc của nó thì tất cả phiên bản của nó là màu zin, cửa hàng mình đều có và cửa hàng mình nhận độ màu theo yêu cầu luôn. Đối với cái dòng này á, thì các bạn mua trả góp có thể trả trước từ 2 cho tới 5 triệu. Đủ 18 tuổi là mình đã có thể mua trả góp rồi, chỉ cần căn cước công dân nha mấy bạn. Rồi riêng cái dòng ẹt thì mình còn có thêm một dòng nữa, đó là dòng 155. 155 thì hiện tại là nó đang có 3 phiên bản, đó là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp và phiên bản giới hạn. Thì mình đi đầu tiên về cái dòng này là màu sắc đó, thì nó tất cả những cái màu zin của cửa hàng mình thì cửa hàng mình đều có hết và nhận độ màu tất cả theo yêu cầu luôn. Bạn nào có nhu cầu độ màu gì thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình ha, rồi mình sẽ tư vấn màu cho các bạn. Phiên bản này thì nó khác nhau ở cái điểm nào, thì đối với cái tiêu chuẩn á, thì mình sẽ khác nhau về cái chìa khóa. Thay vì mình sử dụng cái dòng cao cấp là Smart Key thì tiêu chuẩn nó vẫn giữ yên cái chìa khóa của nó luôn, là nó dùng chìa khóa chứ không dùng theo cái remote. Riêng về cái dòng cao cấp của mình á, thì mình sẽ sử dụng khóa Smart Key và nó sẽ có khác nhau một điểm nữa là nó sẽ có cái cáp sạc, nó có cái cáp sạc để sạc điện thoại luôn các bạn ạ. Giá hiện tại thì của cái dòng ad này thì nó sẽ bao gồm VAT, thuế phí tất cả luôn là 46.500.000 ha. Các bạn đến mua xe thì dòng này mình chỉ cộng thêm cái phí biển số. Các bạn ở tỉnh thành nào, huyện nào, tỉnh thành nào thì mình chỉ cộng thêm phí đó luôn là bao ra giá lăn bánh rồi, đảm bảo không phát sinh thêm cái gì nữa hết. Trả góp thì dòng này các bạn có thể không trả trước, hoặc nếu bạn các bạn nào có khả năng có trả trước cao từ 30% trở lên thì sẽ được giữ cả việc gốc luôn nha, làm gói giữ cả việc gốc luôn. Thủ tục trả góp thì nó cũng đơn giản là đủ 18 tuổi các bạn đã mua được rồi và chỉ cần căn cước công dân thôi nha. Đây anh tới đây em giới thiệu tí xíu. Đây là một cái bảng màu của nó là phiên bản giới hạn. Cái dòng này là cái màu của nó là màu zin của hãng luôn ha, chứ không phải là màu độ lên. Phiên bản này giá thì nó sẽ nhỉnh hơn tí xíu so với cái dòng hai cái dòng kia thì nó sẽ đắt hơn là 3 triệu, nó có giá là 49.500.000. Vậy là tất cả những cái bản mà giới hạn là đều 49.500.000 hay dạ, là chỉ rồi. Có riêng gì cái bản đó là cao nhất? Dạ đúng rồi, bản này là bản cao nhất luôn. Thì lúc nãy em cũng xin lỗi, em quên là em nói cái giá về cái dòng của cái phiên bản cao cấp ha. Phiên bản cao cấp thì nó chỉ đắt hơn cái phiên bản tiêu chuẩn là chỉ có là 1 triệu đồng thôi. Nó là 47.500.000. 47.500.000. Còn bản tiêu chuẩn là hiện tại thì giá là 4... Bản tiêu chuẩn chỉ có 46.500.000 ha. 46.500.000. Dạ. Em xin nhắc lại là giá nó bao gồm VAT, thuế phí tất cả rồi. Mình chỉ cộng thêm phí biển số. Tùy theo các bạn ở tỉnh thành nào, thành phố nào, cộng thêm biển số là giá lăn bánh khỏi cửa hàng luôn, không phát sinh thêm gì hết. Dạ. Rồi. Còn riêng cái bản mà màu xanh GB thì hiện tại giá nó có cao hơn những cái bản dạ khác không ạ? Giá màu xanh GB thì nó vẫn bằng theo cái mẫu của cao cấp luôn. Mẫu này thì không cao hơn. Đây xanh GB đi anh ạ. Nó cũng 47 thôi. Dạ, nó đã cao hơn 1 triệu là 47.500.000. 47.500.000. Dạ. Đây. Thì các bạn có nhu cầu mà tư vấn chi tiết về cái dòng xe này á thì các bạn cứ liên hệ cho mình ha, mình sẽ inbox trực tiếp cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.